Hen luôn tin tưởng và đồng hành cùng Nutrilite. Với Hen, Nutrilite là số 1. Còn với bạn, Nutrilite là gì? Đó chính là định. Là vui sống an nhiên. Sự lựa chọn hoàn hảo cho sức khỏe của tôi, gia đình tôi và những người xung quanh. Nutrilite là nền tảng sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thì tương lai sức khỏe của bản thân, gia đình và tất cả mọi người. Điểm tựa về tinh thần. Nutrilite đã thật sự giúp tôi nâng cao giá trị bản thân, làm cho tôi trở thành một người có thực lực mang giải pháp sức khỏe đến cho nhiều người. Tới thời điểm bây giờ đã hơn 15 năm rồi. Đã được 15 năm, 12 năm, 14 năm, 11 năm và 14 năm. Hơn 13 năm, cách đây 10 năm. Bởi vì là sản phẩm chất lượng và mang lại sự an tâm. Vợ chồng Liêm Hương sử dụng sản phẩm Nutrilite không phải 1-2 năm mà hơn 12 năm qua. Chính vợ chồng Liêm Hương đã trải nghiệm sản phẩm Nutrilite trên bản thân mình và có cảm nhận vô cùng tuyệt vời. Khi mà Nutrilite giúp được bản thân và gia đình tôi được khỏe mạnh, và tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó và tôi đem điều đó đi giúp đỡ, lan tỏa tình yêu đó để giúp được nhiều người khỏe mạnh giống như gia đình chúng tôi. Trong quá trình tìm hiểu, Tạo Hùng vô cùng cảm thấy bất ngờ bởi vì cái hành trình rất là nhiều năm Nutrilite đã tạo dựng được thương hiệu, tên tuổi, nguồn gốc cũng như danh tiếng uy tín trên toàn cầu. Đó là lý do Tạo Hùng lựa chọn Nutrilite để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và tất cả những người xung quanh. Đối với Trung Thơ thì sức khỏe là quan trọng nhất, do đó mình lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình. Về chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Có 3 cái nhất để tôi lựa chọn đồng hành cùng Nutrilite: lịch sử lâu đời nhất, trang trại hữu cơ duy nhất và tốt nhất. Tôi rất là tin tưởng vào Nutrilite và từ đó mang dinh dưỡng Nutrilite về để chăm sóc sức khỏe chồng, con và những người thân trong gia đình, đặc biệt là mang Nutrilite về để chăm sóc sức khỏe cha mẹ tuổi già. Chúng tôi được kết nối với những cái cộng đồng để lan tỏa giá trị về sức khỏe và giúp ích cho kinh doanh chúng tôi cũng phát triển tốt hơn. Sức khỏe của tôi được cải thiện rất là tuyệt vời và tôi đã mang sản phẩm này đến với gia đình của mình và tất cả những thành viên trong gia đình của tôi đều có sức khỏe rất là tốt. Cuộc sống của Chí chủ động trong cái việc là gì, cải thiện được những cái thói quen sống của mình cũng như là chủ động cân bằng mọi thứ để có sức khỏe tốt hơn và hạnh phúc về điều đó. Nutrilite còn giúp Phương Anh lấy lại vóc dáng sau sinh rất là nhanh chóng và đơn giản. Cuối cùng Nutrilite còn giúp cho Phương Anh có thể thay đổi sức khỏe của ba mẹ hai bên, anh chị em, họ hàng và những người thân của mình. Cho nên có thể nói rằng Nutrilite như là một người bạn, một sự lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn trong cuộc đời của mình. Được cái sức khỏe của bản thân của mình càng ngày càng tốt hơn và cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng ý nghĩa hơn. Chúng tôi đã biết cách ăn uống khoa học hơn và chúng tôi đã có ý thức trong vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động. Chính vì như thế, cuộc sống và sức khỏe gia đình chúng tôi đã cải thiện một cách rõ rệt. Tự hào khi thương hiệu Nutrilite nhận được giải thưởng này, đó là một minh chứng để nói lên uy tín và chất lượng của sản phẩm. Tự hào về thương hiệu Nutrilite và càng cảm thấy tin tưởng hơn về sự lựa chọn của mình. Rất là tự hào khi được đồng hành và cùng phát triển với thương hiệu Nutrilite. Rất là tự hào vì mình đã là đối tác của một thương hiệu rất là có uy tín. Tự hào hơn về sự lựa chọn của mình suốt 12 năm qua. Và đặc biệt là đối với tất cả nhà phân phối như Phương Anh mà nói và toàn bộ khách hàng trên Amway toàn cầu gần 90 năm. Thì đây như là một món quà giúp cho chúng tôi có thể tự tin hơn và mạnh dạn chia sẻ Nutrilite đến với tất cả mọi người. Chúc cho Nutrilite tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu để đem đến những đột phá về khoa học mới và mang đến những sản phẩm chất lượng hiệu quả hơn cho người tiêu dùng. Chúc Nutrilite tiếp tục giữ vững vị thế này và tiếp tục phát triển tốt hơn trong tương lai. Chúc Nutrilite sẽ có những phát minh mới, những thành tựu mới. Chúc cho Nutrilite phát triển thịnh vượng, phát triển trường tồn. Chúc Nutrilite mãi là thương hiệu số 1 trên toàn thế giới. Chúc Nutrilite luôn giữ vững vị thế là thương hiệu bổ sung dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và vitamin bán chạy số 1 thế giới. Điều đồng hành cùng Nutrilite với cương vị là một đại sứ đã mang đến cho Hen những trải nghiệm vô cùng mới lạ và thú vị. Hen không chỉ duy trì cho mình một lối sống lành mạnh mà còn có cơ hội lan tỏa tinh thần sống khỏe chủ động tới những người thân yêu và mọi người xung quanh. Từ đó giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Hen vẫn muốn tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành cùng Nutrilite trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Nutrilite đã tin tưởng và trao cho Hen cơ hội được trở thành đại diện của thương hiệu.
Chúc cho Nutrilite sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe và vitamin bán chạy số 1 thế giới. Hèn tin rằng sứ mệnh của Nutrilite sẽ tiếp tục lan tỏa và đem lại lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nutrilite, số 1 thế giới, số 1 trong tim tôi.